Tập 11. Tiểu Linh Linh, đừng tưởng tôi thật sự coi các người là bạn. Tôi căn bản không cần có bạn. Ở hiện thực, các người đã thoát được một kiếp. Tôi sẽ khiến bọn người kiếm hiệp khách phải chết ở trong game. Tôi cảnh cáo anh, nó còn dám đứng gần tôi trong vòng 100 mét, tôi sẽ giết anh đấy. Đồ ngủ. Tôi muốn thay đồ ngủ. Tôi muốn thay đồ ngủ. Đồ ngủ. Tôi muốn thay đồ ngủ. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Liên quan quá gì đến anh? Rốt cuộc chuyện giữa em và Hàn Lâm là sao? Biết rồi còn hỏi. Tất nhiên là hẹn hò rồi. Nhưng mà nói thật lòng, Hàn Lâm bình thường chỉ có vẻ chính trực vậy chứ, uống vài ly vào bụng cũng hay quá chứ. Chúng tôi tình đầu ý hợp, anh ta còn chủ động hôn tôi nữa kìa. Cái gì? Anh yêu, anh tới rồi. Cô định làm gì? Cô muốn làm gì? Tôi cái gì mà tôi chứ? Tôi không phải đã cùng nhau nói chuyện cậu uống say nữa sao? Nhưng cái tôi uống là trà mà. Đúng vậy, đúng là anh đã uống trà. Nhưng sau đó thì uống hay quá. Nói chúng ta cùng uống rượu đi. Còn cùng nhảy với tôi nữa mà. Tôi uống trà tới hai luôn sao? Anh còn hôn tôi nữa đấy. Tôi... anh quên rồi sao? Thế nào? Những gì tôi nói là thật phải không? Nhất Hiệp, tôi... nhìn cái gì mà nhìn? Không lẽ mắt anh kém đến vậy sao? Nhất Hiệp à, Hàn Lâm đừng đi mà. Cô muốn làm gì? Nhất Hiệp, Hàn Lâm đừng bỏ lại tôi một mình. Con thầy vợ bạn gái công ty, tôi không thể làm ra thứ chuyện này. Mặt dày vô sỉ tới như vậy. Hôn rồi là hôn rồi, có vấn đề gì sao? Như vậy đi, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ tập trung cho việc học, trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, càng chưa từng nghĩ tới mấy chuyện hẹn hò kiểu này. Vậy nên tôi... đây là nụ hôn đầu của anh sao? Sao là anh chưa yêu bao giờ?
đủ hôn đầu. Nếu như mình nói là nếu như thôi nhé, nếu có một người đàn ông trong lúc không tỉnh táo đã hôn cậu, như vậy có nghĩa là gì? Nếu có một người đàn ông uống say rồi hôn mình, vậy cũng còn phải xem mình có cảm giác gì với anh ta không đã. Vậy nếu như có một chút, thực sự có một chút thích thích thì sao? Cũng đúng. Thực ra chàng trai đó cũng đã say tới mức mơ màng rồi, thậm chí còn không nhớ mình đã hôn ai. Có hôn cũng đâu có ý gì được, chỉ là sự cố thôi. Mình biết rồi nhé. Cậu đang nói chính mình có phải không? Không phải. Rốt cuộc là ai vậy? Mình muốn biết mọi chuyện cụ thể. Không có. Nhất định là Hàn Lâm có phải không? Cầu xin cậu đấy, nói cho mình biết đi. Mình đã bị chuyện của DC làm cho đau đầu lắm rồi. Để mình giúp cậu giải quyết vấn đề này, để chuyển hướng chú ý. Có một chàng trai trong lúc uống say đã hôn mình, nhưng đến chính anh ta cũng không nhớ. Uống say xong xảy ra chuyện này cũng là bình thường thôi. Nhưng mà cũng kỳ lạ thật đó. Đổi lại là bình thường, cậu đã báo cảnh sát luôn rồi. Lần này cậu để tâm như vậy, mình không phải loại người như cậu nghĩ đâu. Mình bị ám ảnh mà. Ai vậy? Là ai vậy? Tình nhân hẹn hò sao? Các cậu đang xem gì vậy? Hóa ra là do cậu giết sao? Đưa đây xem nào. Không ngờ luôn đấy, sao có thể do cậu ấy giết được chứ? Phải đấy, nổi hết cả da gà rồi. Đừng đi mà, cậu xấu hổ gì chứ? Mình hiểu mà. Mình rất hiểu cảm giác đó. Cậu hiểu cái con khỉ. Nhưng mà cậu cũng không thể vì chuyện đó mà mất lòng tin vào bản thân, vào tình yêu như thế. Tôi là cậu, thực sự chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà cũng không được nản lòng. Cậu an ủi cái kiểu gì vậy chứ? Vậy nên hôm đó khi Daisy mỉa mai nhất hiệp trong phòng học đó, mình thực sự có chút đồng cảm. Đáng ra hôm qua mình nên ngăn cản cậu ấy, không nên giúp cậu ấy mới phải. Hại chuyện này thành ra như vậy. Cậu đừng tự trách nữa. Nếu cậu và Hàn và chàng trai kia đã xảy ra chuyện đó, thì cậu đừng nhớ những chuyện trước đây nữa. Cứ nói rõ ra với anh ấy đi. Thay vì cứ băn khoăn mãi như vậy, chi bằng nói hết ra đi, đẩy hết trách nhiệm ra cho đối phương. Như vậy sẽ tới lượt anh ấy băn khoăn rồi. Chuyện là như vậy. Em cũng không ngờ DC lại chơi lớn tới như vậy. Tôi phải nhanh gọi điện cho Nhất Hiệp, nói rõ với cậu ấy. Thực ra vẫn còn một chuyện nữa. Tối hôm đó là em đã đưa anh về nhà. Chẳng trách. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tôi uống say rồi mà còn có thể thu quần áo vào, còn thay cả đồ ngủ nữa. Thực ra tối hôm đó, người anh hôn là em. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Không không, không có gì đâu. Tôi xin lỗi. Em nói cho anh biết chuyện này không phải vì muốn anh khó xử hay làm sao đâu. Chỉ là em không muốn anh bị chuyện này quấn lấy thôi. Vậy tôi phải làm thế nào em mới tha thứ cho tôi đây? Em không để tâm đâu. Vậy không không, em không có ý nói mình là kiểu người tùy tiện đó. Em chỉ muốn nói là anh đừng có nghĩ nhiều thôi. Anh cũng chỉ vô tình thôi mà, đúng không?
Tại lúc đó em đã áp sát anh quá thôi. Vậy sao em lại phải áp sát vậy chứ? Bởi vì dáng vẻ của anh khi ngủ thực sự rất đáng yêu. Vậy nên em mới lại gần như vậy. Nhưng mà không có gì đâu, anh quên rồi cũng tốt. Xin lỗi, em đi trước đây. Nhất Hiệp, Nhất Hiệp, Kiếm Hiệp khách, cậu nói xem, nếu có một ngày Cúc Tinh Linh làm ra một chuyện khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận, thì cậu sẽ làm thế nào? Kiếm huynh đâu? Nhất Hiệp kéo cậu ấy đi nói một chuyện vô cùng quan trọng rồi. Chắc là có liên quan tới Cốc Linh. Hỏi thế gian tình là chi? Người ngoài tam giới dường như lúc nào cũng khổ sở vì tình. Tình cảm đúng là một thứ vô dụng. Huynh đừng tưởng mình có thể không liên quan gì. Một ngày nào đó Hàng Lâm mà gặp rắc rối, để xem huynh còn thế nào. Cốc Linh đã hồi phục chưa? Vẫn chưa. Hơn nữa nghe nói cô ấy đã gây ra không ít chuyện đâu. Cũng không biết lần trước ta dạy cô ấy sử dụng thi hữu độc có phải là sai không nữa. Pháp lực trước giờ chưa từng là vấn đề. Chỉ có những kẻ tâm thuật bất chính mới có vấn đề. Cô yên tâm, mọi người Nhất Hiệp nhất định sẽ giải quyết được mà. Chúng ta cũng phải tăng cường thực lực, đừng để bọn họ phải lo lắng. Long Huynh, huynh nói chắc chắn trong kho bảo bối có bảo bối có thể nâng cao pháp lực của chúng ta chứ. Tấm băng đồ kho báu cao cấp trong kho bảo bối của Long Cung sẽ có thể đào lên không ít bảo bối đâu. Các vị cùng ta đi tìm bảo bối đi. Chuyện này sao lại như vậy chứ? Bảo bối đi đâu hết rồi? Nhất định là sau trận phá hoại lần trước, bảo bối đã trốn khỏi Long Cung tới những nơi khác rồi. Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được chúng đây? Để Giảng Sinh nghĩ xem. Ta nhớ ra rồi, là Dị Thú Lục. Truyền thuyết nói cuốn sách này có thể triệu tập tất cả các bảo bối. Nhưng Dị Thú Lục đã hóa thành tro bụi, thất lạc khắp tam giới rồi mà. Vậy chúng ta đi tìm những mảnh vụn đó lại, không phải là được rồi sao? Lập tức xuất phát thôi. Đợi đã, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta phải chia làm hai hướng, một nhóm tìm kiếm Dị Thú Lục, nhóm còn lại kiểm tra Kính Cung Lôn, tìm kiếm sự thật về việc bảo bối mất tích. Thế nào, năng lực anh có được của Ma Dương Trại thế nào rồi? Với trình độ của anh hiện giờ cũng chỉ có thể dùng để thu gom sắc dụng được thôi. Tôi nói cho anh biết, để tới khi tôi hoàn toàn khống chế được năng lực đó, anh tuyệt đối đừng bị tôi dọa sợ đấy. Ngược lại là anh mạo hiểm đi tìm bạn mình, gài cái thứ phần mềm theo dõi gì đó, chưa bao lâu đã bị phát hiện rồi. Anh cũng chỉ được có vậy mà thôi. Anh tưởng chuyện này đơn giản như vậy sao? Được rồi, đến lúc triển khai bước tiếp theo rồi. Nhất Hiệp, mỗi một cửa ải đều có cách phá giải của nó. Khi nó không cho cậu qua, cậu có làm thế nào cũng không qua được. Vậy thì hà tất phải lãng phí thời gian? Chi bằng cày nhiệm vụ kiếm thêm kinh nghiệm đi, rồi quay lại cũng không muộn. Cốc Linh, đừng gọi tôi là Cốc Linh. Chúng ta ai cũng như ai, đều phải vượt qua từng ải một. Tôi nghĩ việc giải quyết vấn đề giữa cậu và Cốc Linh cũng chỉ như vậy thôi.
Là anh hẹn tôi ra. Vậy mà lại đến muộn sao? Anh đã tới rồi. Nhìn bên này này. Nói đi, anh muốn chấm dứt thế nào? Như vậy nhé. Em đánh anh một đòn đi. Chỉ cần em đánh trúng được anh thì coi như em thắng. Đến lúc đó đừng nói 100 mét. Mà từ giờ trở đi, anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Còn nói cái gì mà công bằng? Chẳng qua nghĩ tôi không đánh lại anh thôi. Rõ ràng đang chơi tôi. Được thôi. Vậy thì dùng sở trường mạnh nhất của em đi. Các em giỏi nhất là thuật tu la ẩn thân phải không? Trong vòng một tiếng em cứ trốn ở bất cứ nơi nào trong trường. Chỉ cần anh không tìm được em thì coi như em thắng. Được không? Anh nghĩ mình có thể thắng được tôi sao? Anh không biết nữa. Nếu em đã không muốn gặp anh như vậy thì cứ thử đi. Kể từ giây phút này, anh hãy biến mất mãi mãi khỏi thế giới của tôi đi. Bắt đầu đếm ngược. 60, 59, 60. Phim được thuyết minh bởi Pango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Anh sẽ luôn ở cạnh em, bảo vệ em. Bất luận là em dùng cách gì để đuổi anh đi, anh cũng sẽ luôn ở cạnh em. Cốc Linh, anh biết là em đang ở trong đó. Anh biết những gì Cốc Linh nhớ, em cũng còn nhớ. Những nơi em đi qua ngày hôm nay, tất cả dường như đã thay đổi. Những hồi ức trước đây dường như cũng đã không còn. Anh sẽ không giận Hàn Lâm đâu. Bởi vì anh tin cậu ấy. Anh giận là vì Cốc Linh của trước đây luôn bảo anh phải tin tưởng bạn bè. Còn em của bây giờ thì lại chỉ muốn không ngừng phá hoại nó. Bất luận anh có làm gì, em cũng đều không tin anh. Anh có thể làm như lời của chị Du Phi. Bất cứ chuyện gì cũng bao dung em. Em muốn tổn thương anh thế nào cũng được. Nhưng nếu anh cứ không ngừng níu kéo em, em sẽ làm tổn thương những người khác bên cạnh Cốc Linh. Anh không thể để em làm như vậy được.
Vậy nên anh nhận thua. Anh sẽ buông tay. Em nói đúng. Lần này anh đã bỏ cuộc thật rồi. Bởi vì em đã không còn là Cốc Linh mà anh thích trước đây nữa. Hết giờ rồi. Tôi đã thắng. Đợi đã. Nếu em thực sự xuất hiện là để bảo vệ Cốc Linh, vậy thì hãy nghe anh khuyên một câu cuối cùng. Đừng tự tổn thương mình nữa. Cũng đừng tổn thương những người khác xung quanh mình. Bởi có những cái dầm một khi đã găm vào tim, cho dù có rút ra được cũng sẽ vẫn để lại vết thương. Dư thừa, đến cuối không phải cũng bỏ cuộc đó sao? Đừng mềm lòng. Cô không cần bất cứ ai hết. Chỉ cần có tôi là đủ rồi. Mọi người không cần lo cho tôi đâu. Tôi và Daisy đã kết thúc rồi. Tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Cô ấy cũng sẽ không tới làm phiền mọi người. Cũng coi như là chuyện tốt. Xem ra lần này Nhất Hiệp làm thiệt rồi. Chúng ta có cần tìm cậu ấy nói chuyện không? Tuy là ngữ khí của cậu ấy đã bình tĩnh, nhưng ít nhất cũng đã dám đối diện. Nếu cậu ấy muốn tìm người nói chuyện, em tin cậu ấy sẽ tới tìm chúng ta thôi. Không cần lo đâu. Thằng nhóc đó sẽ không suy sụp quá lâu. Tôi thì lại có chút hiếu kỳ. Cậu ấy chủ động nhận thua trước DC như vậy. Anh thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu ấy. Cái Nhất Hiệp cần nhất bây giờ là thời gian để bình tâm, chứ không phải một người đấu đá. Người nhiều chuyện tức cười trên nỗi đau của ấy. Nhiều chuyện cái đầu của em. Anh có nói mình sẽ làm như vậy sao? Biểu cảm của anh đã bán đứng anh rồi. Được. Vậy anh sẽ ngồi yên ở đây, không làm gì hết, được chưa? Nhưng mà anh nghĩ bất luận thế nào, chuyện của Hàn Lâm cũng cần được giải quyết. Sao tự nhiên lại lôi tôi vào? Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu là tôi biết cậu có tâm sự. Thật sự rất đơn giản, chỉ là có một cô gái đang tỏ tình với cậu, nhưng cậu lại không biết phải làm sao. Hai sự lựa chọn thôi. Thích thì đồng ý với cô ấy, còn không thích thì từ chối. Đơn giản quá mà. Tôi nghĩ ra rồi, cậu lớn chừng này chắc cũng phải có vài cô gái từng tỏ tình với cậu. Vậy cậu trả lời người ta như thế nào? Có thì cũng có. Mà cứ bơ bọn họ đi là được. Từ khác bọn họ sẽ hiểu mà tránh ra. Vậy là cậu không đúng rồi. Chúc mừng cậu. Hôm nay tôi giúp cậu mở mang đầu óc. Nào nào nào. Hôm nay trẫm sẽ ban cho cậu ba cẩm nang diệu kế.
Chiêu thứ nhất, giả vờ ngốc. Có biết phải giả vờ ngốc thế nào không? Giả vờ ngốc tức là cậu cứ coi như mình đã quên hết những chuyện đã xảy ra, coi như chưa từng có chuyện gì là được rồi. Thứ hai, sự lãng mạn mờ ám. Cậu có thể tiếp tục làm mấy trò mờ ám lãng mạn với Miểu Miểu, sau đó thì lãng phí thời gian của mọi người. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, thành thật với lòng mình, cho cô ấy biết tấm lòng của cậu, thẳng thắn nói cho cô ấy biết cậu thích cô ấy tới mức nào, cậu yêu cô ấy đến mức nào. Là một người đàn ông, đừng để bản thân phải hối hận, vậy mới là biểu hiện của một người đàn ông trưởng thành nên có chứ. Đúng rồi. Này, cô ấy hiểu sao rồi kìa. Em tới rồi à? Hôm nay em trang điểm à? Đều tại Bạch Công Chúa, cứ một mực bắt em phải trang điểm rồi ăn mặc đẹp mới ra ngoài. Không phải là em cố tình đâu. Miểu Miểu, xin lỗi vì lần trước đã hôn em. Tôi nghĩ chắc là em hiểu lầm rồi. Nhưng mà nếu anh đã nhắc tới, vậy thì em cũng muốn nói với anh. Hôm đó em đột nhiên nói với anh một đống chuyện kỳ lạ như vậy. Thật ra cũng không có gì đâu, cứ quên đi là được. Thật ra có vài chuyện tôi vẫn nên nói rõ với em thì hơn. Được rồi, em hiểu mà, em hiểu ý của anh rồi. Em thực sự quá bình thường, quá không bắt mắt. Anh không thích em cũng bình thường thôi, không cần phải ngại với em. Em quen rồi. Không không, thực ra em rất tốt. Chỉ là chuyện này đến quá đột ngột. Tôi... Anh đừng nói nữa. Em không sao chứ? Em không sao. Em không sao thật đấy. Em cảm thấy hơi khó chịu một chút. Em về trước đây. Tôi chỉ thấy hơi lo cho em thôi. Nếu anh đã từ chối em thì đừng đối tốt với em như vậy. Như vậy em mới thấy dễ chịu hơn một chút. Miểu Miểu à, thật ra em rất tốt mà, là tôi không tốt. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại là cô ấy chứ. Trình tự xảy ra vấn đề lúc nào cũng có vài chi tiết mà người ta không chú ý tới. Tôi rất thích sự yếu đuối của cô ta. Đây cũng là điểm quan trọng để chúng ta có thể lợi dụng cô ta.
Virus đã liên kết được hai máy tính lại với nhau rồi. Giờ tôi sẽ đối diện từ xa với cô ta. Cô có ổn không? Anh là ai? Không phải cô đã gọi tôi ra sao? Anh đang nói chuyện với tôi sao? Không thì còn ai nữa? Suốt cuộc anh là ai? Tôi là một người có thể đem lại hy vọng cho cô. Lâu nay không một ai chú ý đến cô cả. Cô mãi mãi chỉ là một người sống dưới cái bóng của người khác mà thôi. Không phải cô muốn thay đổi sao? Miểu Miểu, cô thực sự đã quen với nó sao? Hay là do cô không có thể thay đổi được nó, chỉ có thể cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, mỉm cưỡng mỉm cười trước mặt người khác, là một người vô hình như vậy? Tối hôm đó tôi cũng ở đó cổ vũ cho anh. Tối hôm đó cô cũng ở đó à? Sao tôi lại không nhớ ra cô nhỉ? Miểu Miểu, tôi nghĩ chắc là cô đã hiểu lầm gì rồi. Em quả thực quá bình thường, quá không bắt mắt. Anh không thích em cũng rất bình thường mà, em quen rồi. Tôi rất ghét dáng vẻ hiện tại của bản thân. Trước giờ chưa từng có ai để ý tới tôi. Tôi đi tới đâu, bọn họ cũng đều không nhìn thấy tôi. Đến nói chuyện cũng y như không khí vậy, chẳng ai để tâm. Tôi rất ghét như vậy. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Tự ti là một dạng lời nguyền. Nó sẽ khiến thứ hạnh phúc vốn đã nằm trong tay cô cũng lại bị chính cô hủy mất. Tôi có cách có thể giúp cô thay đổi. Tất cả mọi người đều sẽ thích cô, chỉ cần cô đồng ý thôi. Sự tuyệt vọng khiến người ta tin vào cổ tích nàng lọ lem. Thế giới vẫn vậy, ngày mai vẫn phải tiếp tục kiên cường thôi. Cậu không sao chứ? Nhất Hiệp, ra sân nghỉ ngơi.
Có phải cậu đã gia trúng cốc linh không? Giờ cô ấy tên là Daisy. Tên gì? Kể từ khi cậu tuyên bố bỏ cuộc đến nay, đây đã là lần thứ 38 rồi đấy. Cậu làm gì mà đếm kỹ vậy? Mình cũng là người bị hại mà. Cậu đấy, cậu lại biết không? Trước đây mình thích cốc linh, muốn gặp cũng không gặp được. Còn phải nghĩ cách tạo ra mấy cái gọi là tình cờ. Bây giờ khó khăn lắm mới buông bỏ được, thì lại đi đường thôi cũng đụng trúng cô ấy. Mình sắp chịu hết nổi luôn rồi. Cậu là đang tận hưởng sao? Cậu thì biết cái gì? Mình đang đau lòng đấy. Sao là cậu thích cảm giác bị ngược đó? Cô ấy không nhìn thẳng vào mắt mình thì thôi, giờ lại còn coi mình như người xa lạ nữa. Không lẽ mình còn không bằng người qua đường sao? Sao cô ấy có thể lạnh lùng tới như vậy? Lúc đó cậu rời đi không phải rất tiêu sái hay sao? Ngầu lắm luôn mà. Có tiêu sái cách mấy cũng không có nghĩa là mình không đau lòng. Đáng đời cậu. Đến cậu cũng sát muối lên vết thương của mình sao? Vậy cậu bảo mình phải làm sao đây? Lẽ nào cậu định bỏ cuộc như vậy à? Đàn ông nói được thì phải làm được. Cậu có thể làm được thật sao? Daisy muốn mình giữ khoảng cách với cô ấy mà. Cho dù có muốn thì mình cũng không làm được. Một là không tới, hai là hai người cùng tới. Ai nói trước? Nhất Hiệp nói trước đi. Nhất Hiệp đang thất tình mà. Vấn đề cậu ấy chắc chắn nghiêm trọng hơn em. Tôi nghiêm trọng hơn ư? Người nghiêm trọng hơn là cậu thì có. Tôi chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường sau khi thất tình thôi. Còn cậu thì sao? Bị cướp mất nụ hôn đầu, rồi lần đầu tiên trực tiếp từ chối con gái người ta. Lần đầu tiên làm con gái người ta khóc trước mặt của cậu. Người đang băn khoăn hơn phải là cậu mới đúng. Cậu đang cười tôi sao? Anh nói em nghe, hai người này, một người từ chối người khác rồi phiền, người còn lại thì bị người khác từ chối cũng thấy phiền. Em nói nhiều với họ làm gì chứ? Em nhìn bọn họ đi, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà cũng may anh lại có một người bạn gái không khiến anh phải phiền não như em. Thật là hạnh phúc. Lần trước cậu nói cậu còn chưa làm rõ được cảm giác của mình với Miểu Miểu. Bây giờ thì sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng có một điều em có thể chắc chắn rằng lúc nào cô ấy cũng xuất hiện trong đầu của em. Em không khống chế nổi. Cậu tiêu rồi. Cậu tiêu thật rồi. Cậu đã yêu cô ấy rồi. Được rồi, giờ chúng ta xuất phát thôi. Cho tôi thấy thành ý của mọi người đi. Cảm ơn mọi người đã tặng quà. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Giờ là lúc để chứng kiến kỳ tích đây. Xin được long trọng giới thiệu cho mọi người biết. Miểu Miểu. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng yêu mọi người lắm. Được rồi, giờ là lúc nhìn ngắm cô ấy nào.
Gần đây cô ấy đang thất tình, tâm trạng không được tốt. Mọi người đừng để bụng nhé. Cảm ơn mọi người, tôi cũng yêu mọi người lắm. Cảm ơn. Cậu làm gì vậy hả? Kể từ khi mình làm streamer đến nay, đây là lần đầu tiên có nhiều người xem mình như vậy đấy. Mình sắp hết rồi, cậu xem. Thật ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm cậu đây này. Cậu đừng khóc nữa. Rồi cô sẽ trở nên xinh đẹp, trở nên vô cùng hút mắt. Tất cả mọi người đều sẽ thích cô. Sao có thể được chứ?